là mình sẽ đổ liên tục vậy luôn ha em nhà. Đúng rồi, đổ xuyên suốt. Bánh nước nóng của mình sẽ được đổ xuyên suốt luôn. Vậy là mình bán nguyên ngày đúng không chị ha? Em cứ tưởng là bán buổi trưa ha, không à, buổi trưa tới chiều. Wow, thành phẩm đã ra đó Thanh ơi. Chị, một cái mà mình đổ bao nhiêu phút chị? Cái này nhanh lắm. Mấy giây vậy hả? Mấy giây thôi. Bột của bánh ướt là bột gì chị? Bột gạo. À, bột gạo. Bột gạo. Còn 35.000 nói với em là rất là hợp lý luôn anh Thanh. 35.000 thấy cũng rẻ mà. Rẻ lắm luôn á. Nem, chả giò, chả lụa, pate, chả chiên. Ở phần nào cũng được, chắc là dày, rất là dày luôn. Xin chào tất cả các bạn. Chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Võ Vlog. Rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Xin chúc các bạn luôn có thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu món bánh ướt chả lụa. Đặc biệt ở đây là bánh nước nóng sẽ được đổ nóng luôn. Địa chỉ của quán thì nằm ở trên đường Nguyễn Trãi và Hùng Vương. Ở đây là góc ngã tư. Nhà cùng quan sát nha. Góc ngã tư nối liền giữa đường Hùng Vương và Nguyễn Trãi. Quán của mình sẽ nằm ở ngay góc luôn. Bánh ướt chả lụa thu. Bánh nước nóng đó em. Ngon lắm. Quán này đã kinh doanh được hơn 31 năm rồi. Đúng rồi. Giới thiệu với cả nhà, đây là em Nhàn. Bánh nước nóng của mình sẽ được đổ ở đây ha. Đặc biệt thích nhất là khi qua Long Xuyên anh Thanh, là mình được trải nghiệm là chị đổ bánh ướt nè, xong rồi được nóng á, mình ăn rất là ngon luôn. Ăn bánh nước nóng ngon lắm. Đúng có rồi. Giờ mình ăn bánh nước là nguội nguội ở chợ thôi ha. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ được trải nghiệm cái bánh nước nó nóng luôn, đổ tại chỗ. Chị mình bán mấy giờ đến mấy giờ chị? 6 giờ sáng là có bánh, bán tới 10 rưỡi tối. Là 6 giờ sáng là đã có bánh rồi anh Thanh. Là mình sẽ đổ liên tục vậy luôn ha anh nhà. Đúng rồi, đổ xuyên suốt. Bánh nước nóng của mình sẽ được đổ xuyên suốt luôn. Vậy là mình bán nguyên ngày đúng không chị ha? Em cứ tưởng là bán buổi trưa ha, không à, buổi trưa tới chiều. Wow, thành phẩm đã ra đó anh Thanh ơi. Chị, một cái mà mình đổ bao nhiêu phút chị? Cái này nhanh lắm. Mấy giây vậy hả? Mấy giây thôi. Tại vì nó chưa có sôi bên đây á. Dạ. Em là mới thấy được cái bánh ướt mà nóng mới ra lò luôn anh Thanh. Mình bắt mát em vào. Ở đây là chắc mình có vắt dầu phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Nó đừng có dính anh Thanh. Hình như cái nồi của mình, cái lớp này là cái vải ha em nha. Cái vải. Mình có một cái nồi nước, mình đun sôi lên. Cứ liên tục là qua lại như vậy đó. Chị kinh nghiệm quá. Tại vì chị đổ bên kia xong lại quay qua bên đây là thấy chín rồi đó anh. Em Nhàn đổ đây được bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi đó em. Không điêu luyện sao được nè. Nhưng trong đó là có gì chị? Củ sắn nấm mèo. À, củ sắn và nấm mèo. Và phần nhân chắc mình cũng đã được mình xào, mình chế biến rồi hả chị ha? Đúng rồi. Cái phần củ sắn thì nấu chín. Rồi mèo thì mình xào, giống như kiểu là mình xào lên cho nó chứ mình để gia vị cho. Dạ. Wow. Mình rất là thích luôn. Chị, bột của bánh ướt là bột gì chị? Bột gạo. À, bột gạo. Bột gạo. Ra một cái bánh ướt rất là mỏng ha. Mà không mỏng lắm nha anh Thanh. Xếp lại rồi em Giao sẽ nhìn. Đúng rồi. Tại sao kêu nó bánh ướt nha. À thì ra là vậy. Này em sẽ quay nè. Nhìn ướt á em Giao. Ướt bao lần nè. Ra là kêu bánh ướt. Đây là lần đầu tiên mà em nhìn thấy được đổ bánh ướt trực tiếp vậy luôn anh Thanh. Nhìn thích lắm. Đúng rồi. Mà đúng là chị Nhàn là quen anh Thanh. Mình đứng đây là nó hụt cái hơi nóng á. Hai cái lò luôn mà. Đổ nhanh ghê luôn em Giao. Mấy là, giây à? Bỏ một cái chừng mấy giây là xong. Giây quá. Mình cứ đổ lai ra tới tối luôn hả chị? Đúng rồi. Dạ. Cái này mà không tính bằng cái được luôn, cái này phải tính bằng cái thùng vậy đó. Đúng rồi. Cái thùng mà bột.
Mỗi ngày mình đổ bao nhiêu thùng đó em Nhàn? 2-3 thùng gì đó anh Giao. Mình đổ một lần chỉ có chừng nửa giá à, em Giao nhìn đi, có chút xíu à. Mà 2-3 thùng gì đó. Một thùng đổ nhiều lắm. Dạ, một thùng đổ rất là nhiều luôn. Này là bán lâu lắm mà anh Thăm, 31 năm. Hàng khách rất là đông luôn á. Em là mỗi lần qua ông Xuyên là em đều ghé quán em ăn. Lúc đầu em cứ tưởng là bán bữa trưa tới chiều, và bán sáng luôn hả chị? Sáng là đã có rồi. Anh có nghĩ là trưa, nên anh muốn đầu giờ trưa mình quay nè. 6 giờ là có bánh. Dạ. Là bán tới tối luôn. Bán sớm ghê hả chị ha? Không có, tại bình thường mình qua buổi chiều không em? Đúng rồi. Mình qua tới bên này buổi chiều không? Bán nguyên ngày luôn. Chỉ có 2 ca thôi. Dạ. Đứng ở đây mà hơi nóng không? Rất là nóng luôn. Cái bánh ướt da lò nhìn kích thích quá. Nhìn thèm lắm. Nhưng mà ở trong chị đang bán cho khách rồi. Mình đợi khách xong rồi mình vô mình kêu đồ ăn nha. Rất ghê luôn. Khách mua rất là nhiều luôn anh Thanh. Khách kêu mình tính tiền. Một lần là mua 4-5 hộp không đó. Chị một hộp mình bán bao nhiêu anh chị? 35 em. À 35 ngàn hộp thôi. 35. Một phần mình kêu một dĩa ra ăn là cũng 35 ngàn nha. Đúng rồi. Là đầy đủ luôn á. Đầy đủ luôn. Dạ. Còn đầy đủ cái gì thì cả nhà chờ mình chút xíu nha, xíu mình vô mình giới thiệu phần đồ ăn. Lâu lâu mới được nhìn chị nấu bánh, mình nhìn lâu lâu chút nhanh thanh. Thích quá, không chán đó em Giao. Sơ qua sơ lại nãy giờ mười mấy cái rồi đó em Giao. Chị một lần mình đổ là một thùng như thế chị? Đúng rồi. Mình đổ một lần than là một tiếng, một tiếng rưỡi. Dạ. Mình cho hết một lần than ha, một tiếng rưỡi là một thùng. Dạ. Cũng gần đầy thùng. Bây giờ mình sẽ kêu hai phần để mời cả nhà cũng thưởng thức nha. Dạ. Bên đây là tủ để chị chế biến lên thành. Trong tủ thì nó có hành phi nè. À dễ hết cơ. Dạ. Dạ. Chả, nem và chả giò phải không anh Thanh? Có ba tê nữa cơ. Dạ. Bên đây là chả giò nè. Ba tê. Vậy đây, bên đây là chả lụa, còn cái vàng vàng này là gì chị? À, chả chiên. Chả chiên anh Thanh. Nghĩa là mình có chả lụa và chả chiên luôn. Ba tê. Ba tê nữa nè. Đây là đầy đủ luôn. Dạ, phần đầy đủ là 35 á hả chị? Ừ, người ta không ăn nem chả giò thì mình thấy chả lụa. Phần bánh nước nóng là chị mới đổ. Rau giá ha. Rau giá và rau thơm. Đúng rồi. Đậu phộng. Hành phi. Hành phi chứ mình làm tại nhà luôn hả chị? Hành phi chị mua. À. Còn thịt là ở nhà hết. Dạ. Một phần 35 là đầy đủ hết tất cả luôn anh Thanh. Còn miếng chỉ sắt là dày dày không anh Thanh ha? Ở đây sắt liền. Dạ. Ăn cắn vô miếng nào đáng đi đó. Nhìn mấy cái viên chả giò dễ thương quá chị. Cuốn nhà đó. À, chả giò cuốn nhà hả? Là ngon lắm á. Ờ, cuốn nhà làm nhà đó cơ. Đây là phần nước mắm. Phần nước mắm. Đó. Đây đúng mình rồi. Có trọng lượng trên, mình đâu có dưới bàn được. Chai nhiều là nhiều, nhà người thích ăn nhiều rồi ta xin thêm. Dạ. Mình quen hả chị? Ừ cơ. Biết nhiêu là nó đủ chuẩn rồi. Qua mình thưởng thức em Giao ha. Chị em qua ăn nha chị. Bây giờ mời em Giao thưởng thức nha. Đây là phần bánh ướt của mình và anh Thanh nha cả nhà. Hai phần rất là đầy đủ luôn, là một phần là chỉ có 35 ngàn thôi đó. Thì một phần bánh ướt 35 ngàn của mình là gồm có hai miếng chả lụa rất là to nha. Hai miếng pate rất là bự luôn. Một phần nem, nem chua. Đây là phần chả giò mình được chị làm tại nhà luôn anh Thanh. Chị cũng dễ thương lắm em Giao. Đúng
thì nó mini nè. Ừ. Và thường là chả giò mà làm tại nhà là rất là ngon luôn. Ở đây thì nói là chả chiên. Chả chiên, để mọi người mình thử cái bạn chả chiên xem như thế nào giao ha. Một phần của chị là 35.000 ha, bánh ướt thu nha cả nhà. Bánh nước thì được đổ nóng và chị Trang sẵn phần nước mắm cho chồng mình luôn. Chị đã chuẩn rồi đó. Chị nói là một cái phần như vậy chị Trang là vừa ăn luôn. Đúng rồi. Chỉ có những cái trường hợp mà mình thích đặc biệt mình ăn mặn hơn hay là mình thích ăn cay đó, mình sẽ có thêm một cái hũ ớt như thế này. Mình cho thêm vào mình trộn lên mình ăn nha. Và rất là đặc biệt là phần bánh ướt nha anh Thanh. Nó không có giống bánh ướt chợ mình nha. À, rất là trong luôn anh Thanh. Hồi nãy mình đã xem đổ ra rồi đó. Ừ. Nhìn đã ghê luôn. Bánh ướt là trong luôn. Ở chợ mình là bánh ướt đục ha. Cái này trong và nó mỏng nè. Em giao dùng khi còn nóng dùng thử luôn đi. À, mình sẽ để một miếng ớt vô cho nó cay cay. Chị bán thì từ sáng tối luôn cho nên là lúc nào mình vẫn có ăn được. Còn 35.000 nói với em là rất là hợp lý luôn anh Thanh. 35.000 thì cũng rẻ mà. Ừ, rẻ lắm luôn á. Được lại cái thịt, thịt nhiều lắm. Rất là nhiều. Nem, chả giò, chả lụa, pate, chả chiên. Ở phần nào cũng được, chắc là dày, rất là dày luôn. Hồi nãy chị cắt cho mình hình như là hai miếng bánh ớt luôn á. Đúng rồi. Wow, thèm quá. Mời cả nhà nghe. Bánh nước nóng thật sự rất là đặc biệt luôn. Hiện tại bây giờ em giao ăn nó còn nóng không? Nó đã giảm nóng rồi nha. Đây là bánh ướt nó cũng nhanh nguội lắm ha. Nhưng mà nó sẽ khác với bánh ướt chợ mình nha, ăn rất là ngon luôn. Nó không có ngán nha. Nó mềm, dẻo. Và nó thơm bột gạo mình á. Ngon lắm, nó dai dai. Thật sự nha, rất là ngon luôn á. Và nhất là cái nước mắm của chị á, làm về vừa ăn hòa quyện với bánh ướt này nè, cực kỳ ngon luôn, không có mặn. 30 mấy năm rồi em, kinh nghiệm ấy. Lâu rồi đã mình không có đi qua đây ăn, ngon. Bây giờ em giao dùng thử một phần chả chiên. Xem chả chiên như thế nào. Nó cũng là chả lụa mà chiên lên hay sao ta? Đúng rồi, rất là thơm luôn nha. Em giao ăn là cái vị của chả lụa đúng, đúng không? Rồi, nó được chiên lên. Và chả này là em giao là đánh giá là ngon. Hồi nãy em nhìn ở trong đó đó em. Cái viên chả lụa với cái viên chả chiên em nhìn nó khác nhau. Em tưởng nó là một loại khác nữa. Không ngờ đó là chả lụa mình chiên lên. Chả lụa khi mồi được chiên lên rất là thơm nha. Thơm hơn là chả lụa mình ăn bình thường. Và chả ở đây là chị thấy là chả loại một luôn ha. Nó không có bột nhiều. Đúng rồi. Ngon. Ba tê. Rất là to ha. Dày. Chị cắt cũng bự bự luôn. Thơm ngon. Vui cứng là vậy đó nha. Lấy giờ chất lượng không? Cái miếng nem nhìn cũng đã lắm, do cái màu thích lắm. Nem chua. Chua đúng không? Nem chua mà. Ngon quá. Anh đợi em giao thử cái miếng chả giò kìa em giao. À, chả giò nhà làm ha. Nãy giờ nó cũng thấm nước nóng rồi đó, nhưng mà em cắn thử có gì giòn không? Đúng rồi, chả giò nhà làm. Còn giòn. Còn giòn quá không? Đây, thằng Nhân. Chả giò này ở trong là đậu xăm. À, chả giò. Đậu xanh nhuyễn. Đậu xanh. Ở trong là đậu xanh mà được chị là ướp mà ngọt ngọt anh ha. Giống như chả giò ngọt vậy. Em thấy cái dĩa này quay qua quay lại là hết rồi đó em giao. Ngon quá ngon. Rất là hợp cái khẩu vị của mình luôn á. Chấm phần bánh ướt này là 10 điểm. Tất cả mọi thứ là rất là hợp lý luôn, chất lượng. Em giao đánh giá như vậy thì anh đang nghĩ là tất cả mọi thứ nó đang hòa quyện lại với nhau. Đúng ấy rồi. Vị chua hay là thịt hay là bánh ướt, rau cải, rau thơm và nước mắm, ớt đồ em giao trộn vào đó. Anh đang nghĩ là nó hòa quyện với nhau, rất là thích. Anh mừng tượng thôi là anh muốn ăn liền luôn rồi đó. Ngon lắm anh Thâm. Và mỗi cái nguyên liệu mà chị lấy á, mà chị lấy đều là nguyên liệu chất lượng ở một á, mình ăn rất là ngon. Thơm ngon. Và ớt hay cay chứ nãy mình lấy hơi nhiều, như ăn hơi bị sặc. Em giao là ăn ớt giỏi đó chứ. Em ăn giỏi cho nên biểu hiện em bình thường đó. Mà nói với em là hơi cay á.
Em Giao dùng xong, em Giao có cảm nhận như thế nào về bánh hấp thu của mình? Đối với em Giao, bánh hấp thu ở đây Giao là ăn rất là ngon luôn anh Thành. Chất lượng và mọi thứ là đều rất là hòa quyện với nhau nha. Phần nước mắm nè, rồi phần đậu phộng, hành phi đó ha, hòa quyện vào nhau rất là ngon luôn. Đặc biệt là bánh ướt nóng của mình á, ăn cực kỳ ngon. Cho nên cả nhà có dịp ghé Đông Xuyên nè thì nhớ ủng hộ quán bánh ướt thu nha, bán từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, 10 giờ rưỡi tối. Địa chỉ của quán thì nằm ngay đường Hùng Vương và Nguyễn Trãi. Ở đây là ngã tư, quán sẽ nằm ngay góc như thế này. Bánh ướt chả lụa, bánh nước nóng được đổ tại chỗ luôn. Vừa đổ ra là mình sẽ được dùng liền. Ở đây mình ăn ngon và mình giới thiệu đến cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Còn bây giờ mình và anh Giao xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem đến giờ phút này. Nếu cả nhà thấy video này hữu ích thì cho mình và anh Giao một lượt like, share và subscribe nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye.